Hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà có diện tích là 5 x 18, 4 phòng ngủ, mặt tiền sổ hồng đã hoàn công đó chị nha, và giá là 2 tỷ 8, ngân hàng hỗ trợ 70%. Sau đây các anh chị theo dõi. Đây là đường Đinh Đức Thiện đi vô dự án các chị nha, đường rộng 50m và phía trên là con đường cao tốc Bến Lức Long Thành đã thông xe ở giai đoạn này. Đây là khu vực xung quanh đường Đinh Đức Thiện và cái dự án này cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây, cách Bình Tân 7 cây và cách Bến Thành 15 cây các chị. Bên tay phải chúng ta là cổng của dự án khu đô thị mới 5 sao Five Star New City. Dự án này đã có cách đây 10 năm và bây giờ thì người ta mới bắt đầu xây dựng nhiều. Đây là đường số 8, đường dẫn tới căn nhà của mình trong khu dự án 5 sao các chị nha. Đây là mặt trước của căn nhà. Đường trước nhà là lòng đường là 8m, lề đường mỗi bên là 3m và tổng cộng con đường này rộng là 14m. Căn nhà của mình hướng chính là hướng bắc. Diện tích ngang 5m, dài 18m. Sổ hồng đã hoàn công các chị. Đây là con đường của mình, đường số 8 nằm trong khu đô thị 5 sao. Khu đô thị này đã phát triển cách đây hơn 10 năm và gần đây người ta đã xuống ở rất nhiều các chị. Trước đây thì không có nhiều người ở, nhưng bây giờ đã thay đổi. Con đường của mình rộng 8m, lòng đường 8m và lề đường mỗi bên là 3m, tổng cộng là 14m. Căn nhà của mình có cổng trước rất kiên cố các anh chị, xe hơi có thể đậu ở trước sân nhà. Ở đây là cổng trước của căn nhà. Trước mình có một cái lớp cửa sắt bảo vệ. Nhà một trệt một lầu, 4 phòng ngủ. Sân trước mình có thể đậu xe hơi thoải mái luôn. Mình sân trước được lát gạch không trơn, chống trơn trượt. Và tiếp theo mình vô phòng khách. Nền nhà được lát gạch bằng đá hoa cương rất đẹp. Phòng khách của mình được trang trí những cái đưa đèn LED rất tuyệt vời các chị. Bên trái của mình có một cái bức tranh phong thủy rất tuyệt vời nha. Căn nhà này đã có sổ hoàn công và ngân hàng hỗ trợ 70%. Đó, các anh chị nhìn được cái sân và mình thấy con đường luôn các chị nha. Căn của mình gần như là một căn góc các anh chị. Đây mình có thể thuận tiện làm công ty hay là buôn bán cũng được. Ở đây mình có một cái bức tranh phong thủy rất tuyệt vời. Cầu thang của mình là tay vịn làm bằng gỗ và thành cầu thang là một lớp kính cường lực. Đó, các anh chị để ý là nền nhà được lát gạch rất tuyệt vời. Bậc thang mình làm bằng những viên đá hoa cương màu đen rất đẹp. Ở đây có một phòng ngủ ở bên dưới dành cho những người lớn tuổi hoặc là những người không thích leo cầu thang đó chị. Một phòng ngủ ở bên dưới và có 3 phòng ngủ ở bên trên nữa. Đó, tiếp theo mình đi vô khu vực bếp. Bên tay trái của mình là khu vực bếp của căn nhà, mình đã được trang bị tủ trên và tủ dưới. Nền nhà được lát bằng những viên gạch rất tuyệt vời và đây là phía sân sau của căn nhà. Chỗ này mình có giếng trời luôn các chị nhé. Đó, và mình đã có sẵn mái tôn che cái giếng trời này. Và bên tay phải mình có một nhà vệ sinh dùng cho tầng dưới của căn nhà, cũng được trang trí và đầy đủ các thiết bị vệ sinh bên trong. Bếp của mình có tủ trên và tủ dưới và mặt bếp mình lát bằng một viên đá hoa cương rất đẹp. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ thấy từ trong ra ngoài một màu rất sáng cái gì. Nhìn thẳng ra ngoài đường và phòng khách rất
rất thoáng. Diện tích của căn nhà là 5m x 18m, sổ hồng đã hoàn công các anh chị. Căn nhà này rất tuyệt vời là đã có sổ hồng hoàn công các anh chị. Rồi tiếp theo mình cùng lên tầng 1 của căn nhà. Căn nhà này cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây các anh chị nha, cách Bình Tân khoảng 7 cây và từ đây đi đến Bến Thành chỉ khoảng 15 cây thôi. Có một đường cao tốc bắc ngang qua đường Đinh Đức Thiện, ngang dự án của mình. Sau này kết nối thì mình sẽ đi về Long Thành hay là quận 9 đều rất gần các chị trên đường cao tốc. Và đây là tầng trên của căn nhà, đây là phòng ngủ chính của căn nhà này. Có cầu thang ở giữa. Rồi tiếp theo mình sẽ đi xem hai cái phòng ngủ trên căn nhà này. Đây là phòng ngủ kế bên bên phải cầu thang các chị. Nền nhà được lát bằng gạch vân gỗ các chị, rất đẹp. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng ngủ thứ nhất nằm ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Nền gạch là bằng gạch vân gỗ các chị, rất đẹp. Và căn phòng này cũng có một cái cửa sổ hướng ra phía sau các chị, rất đẹp. Bên ngoài mình có một nhà vệ sinh dùng chung cho cái tầng này. Đó, cũng được trang bị rất đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Như vậy là phòng ngủ này có một nhà vệ sinh ở bên trong các chị nhé. Nhà vệ sinh này ở bên trong phòng ngủ luôn, rất tuyệt vời. Đó, cửa thì làm bằng gỗ. Và ở bên ngoài mình cũng có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình sẽ dùng chung cho hai cái phòng còn lại của căn nhà. Nhà của mình có tổng cộng là 3 nhà vệ sinh các chị nha. Và đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh trong phòng. Tiếp theo thì mình cùng đi ra ngoài hướng ban công các chị. Đây phòng này các anh chị có thể làm mà phòng ngủ, hoặc nếu gia đình cần thờ cúng thì mình có thể dành cái phòng này để làm thờ cúng cái gì nha. Phòng này có cửa sổ hướng ra ngoài phía trước và một cánh cửa hướng ra ban công của căn nhà. Tiếp theo mình cùng ra ban công của căn nhà mình xem cái căn nhà này. Nhà mình có diện tích là 5 x 18, có sổ hồng riêng đã hoàn công. Hướng chính của căn nhà là hướng bắc các chị nha. Và căn nhà này đã có sổ hoàn công các chị. Đây là mặt trước của căn nhà, các chị có thấy xe hơi đi không? Đường trước nhà mình đi thẳng ra ngoài công viên, cách công viên khoảng tầm 200m. Đó, đi bộ thể dục ra công viên rất tuyệt vời vào buổi chiều hoặc buổi sáng. Xung quanh thì dân cư đã ở rất đông đúc các chị. Căn nhà này thuộc dự án 5 sao. Và đây là đường số 8, lòng đường là 8m và lề đường mỗi bên là 3m, tổng cộng là 14m các anh chị nha. Căn nhà của mình đã có sổ hoàn công rồi các anh chị. Đã có sổ hoàn công rồi, rất tuyệt vời, ngân hàng hỗ trợ 70%. Một căn nhà rất tuyệt vời cho các anh chị sở hữu. Hướng chính của căn nhà là hướng bắc. Bây giờ mình sẽ ngắm lại căn nhà một lần nữa. Và kênh của mình có rất nhiều căn nhà tuyệt đẹp ở trong khu dự án này. Đó, các anh chị thấy nền gạch rất tuyệt vời không? Gạch giả vân gỗ. Và nếu như các anh chị có nhu cầu về những căn nhà khác thì hãy liên hệ với số điện thoại cũng như Zalo của mình trên màn hình. Đồng thời các anh chị chưa đăng ký kênh thì mình hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới video để mình nhận được những thông tin sớm nhất. Các anh chị có thể nhấn vào chuông thông báo để mình nhận được những cái video mới nhất, nó sẽ thông báo về điện thoại cho mình các anh chị nha. Ở căn nhà này mình nhắc lại có diện tích là ngang 5m, dài 18m, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và mặt tiền 14m. Sổ hồng đã hoàn công.
có giá đầy đủ là 2 tỷ 8 các chị, và ngân hàng hỗ trợ 70% các chị nha. Căn nhà nằm trong khu đô thị 5 sao, một khu đô thị rất tuyệt vời, rất giống như Phú Mỹ Hưng, quy hoạch rất tuyệt vời, điện âm, công viên cây xanh các kiểu. Và trong nhà này cũng đầy đủ các cái tiện ích như là shop house, công ty, cà phê, giải trí vân vân, rất nhiều thứ. Và căn nhà này cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây, cách đường, cách về Bình Tân thì khoảng 7 cây, và về Bến Thành khoảng 15 cây các chị nha. Tất cả đường trong này là đường bàn cờ, được quy hoạch rất bài bản. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình. Đồng thời nhớ đăng ký kênh để mình luôn nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin chào và hẹn gặp lại.